đây đây anh em, cầu ca anh em ơi, cầu ca ga. Ồ mấy con, mấy con, hai con luôn. À, sư tử nghe anh em, hai con nhẹ nhàng thôi. Hai anh em mình đi về Vinh đón xem clip của hai anh em mình. Hay quá bé ơi. Từ từ mấy, từ từ. Chết chưa? Lụm mấy còn con nữa. Vô lụm mấy, lụm mấy. Ừ. Coi chừng nó chạy đó. Cái con nãy con đầu bay vô thấy không? Kìa nó chạy kìa. Ngay đầu rồi, ngay đầu rồi. Bé hại đừng con nữa anh em. Đâu? Ừ. Bội đây, đây, đây. Rồi xong. Nó bội ba cái. Lụm luôn mấy lần hai con. Hả hai anh em mình này đỉnh. Mới nãy nó bay vô là con này nè. Con đái. Anh bắt tay. Đây nè, đứng đây nè, đụng nó sắc lên luôn. Thằng nhỏ đái, tội nghiệp nhỏ. Đi gì còn nữa? Còn con đen nữa. Con đen bên kia. Má con này chết quang bội ba gì. Kìa, cái con kia còn sống kìa, lụm lẹ đi. Tụi ta bắn con này nghe ức còn sống á, tỉnh á, ngay má đầu cầm đò cầm đuôi giật luôn đi để qua vô khác giật đầu luôn con. Mà được hai con em ơi, trong lùm này nè anh em. Người bữa nay hai anh em mình làm gì vậy? Bữa nay hai anh em mình đi về Vinh thì bên nó qua rồi hai anh em mình đi. Một em anh em ơi. Ngày đậu. Ngồi lụm cái đi mất. Sụp cả bắn ngay đầu đọt hổ tiêu. Ngay đầu đọt hổ tiêu. Ngay táo này mày. Còn con gì nữa nè mày. Đợi chút xíu nữa. À, đọt hổ tiêu luôn. Ngồi em lên em ơi. Dạ. Cái tụi em ơi. Thấy chưa? Khôn quá trời khôn. Nó ém á, thấy mình cái nó nhanh này rớt ngay đầu. Nó hay chưa? Ngay đầu rồi, từ từ lụm lấy máu không á, nhích ra. Nó hay dữ vậy. Dạ tụi em đi tập luyện cũng cả năm mấy. Tụi em kiếm mồi nhậu, tụi em đi bắn bia không à. Rớt
Làm gì vậy? Đừng con đây nè mày. Thấy nó chưa? Nó cái sập đó mà. Thêm thằng lỗ gì á. Đây nè, ở đây nè bà ơi. Nhánh này nè. Mắt này nghe. Bêu rồi. Chết tốt. Chết tốt mà nó rớt sọt á. Có cái máu me gì không? Kiếm bé mất tiêu rồi. Đây nè, đây nè. Con này anh em. Rớt. Rớt rồi. Rớt bé. Gì hả? Cho qua lụm chim. Bắn đây nè. Cho giữ không gì? Dạ. Em bắn rớt đây nè. Dạ. Anh bắn gớt chim này. Đâu anh em? Giải cánh đây nè. Gãy cánh. Được con anh em ơi. À đứa mình xong bắn qua luôn. Cắn phù ca. Máu rồi nè. Bắn gãy cánh là dính vô ức luôn. Rồi. Sorry anh em vì đã tạm dừng video săn bắn bất chợt anh em. Thì để cho Soka bán hàng ở trên kênh YouTube của mình để kiếm kinh phí để duy trì kênh nha anh em. Thì hôm nay Soka sẽ giới thiệu tất cả những thứ mà Soka nhập về bán cho anh em thôi. Đây là những thứ mà Soka phải dùng chính tiền mà mồ hôi công sức của Soka đi làm YouTube rồi. Rồi nhập về bán cho anh em để kiếm chút ít vốn để mà duy trì kênh. Thì đây là mẫu Hero. Đây, mẫu này được giác cạnh không còn bén nữa, cầm rất là ok, thoải mái nha nè. Cái này chặt 7 đầu 20, chỉ giá 160k nha. Đó. Khi mua thì có một cây lục giác. Đó, cây lục giác. Soka tặng cho hai bộ dây nha anh em. Hai bộ dây. Đây. 160k. Bao ship nha anh em. Mẫu thứ hai là cây sao sọ, cây này được đánh bóng gương, cây này chỉ còn được mấy cây thôi. Có chút binh. Đây. Kẹp đến đầu. Có lỗ khe, có khe thoát thun luôn em. Rất là đẹp. 200k. Bao ship nha anh em. Tặng hai bộ dây. Còn mẫu này là A7 nha anh em. Mẫu này thì nhỏ gọn. Rất là ok. Cầm rất là im. Cái này chặt 7 đồng 20. Cái này chỉ giá 180k nha anh em. Bao ship tặng hai bộ dây. Với cái lục giác này nè. Thì bên Soka cũng có bán da nữa nè. Đây, da này bắn được B7, B8 nha anh em. Có hai mẫu. Mẫu nhỏ và mẫu bự. Cho anh em thích cầm bự và cầm nhỏ nè. Đây. Da rất là dày. Bền nha anh em, tái sử dụng được nhiều lần. Soka cột thun bán như vậy nè. Đây, đây mẫu nhỏ nè. Đó, thấy không? Đây, Soka bán thun bộ 10 bộ gì là 130k nha anh em, bao ship. Anh em mua thun với bi thì Soka free ship hết. Bi một ký là 40k. Một ký 40k mà anh em mua bi với thun thì Soka bao ship. Bi với ná Soka bao ship. Còn mà mua bi không thì anh em tự chịu ship nha. Rồi, bên đây cũng bán thun nè anh em. Hộp gì là 2m. 130k.
mua lẻ nha anh em. Phí ship thì anh em chịu, còn môi sĩ thì cứ inbox sầu ca báo giá nha. Da này cũng vậy luôn anh em, da này anh em nào muốn lấy sỉ về bán cho anh em ở gần nhà thì cứ liên hệ nha, cột bộ bán thì cứ liên hệ sầu ca. Sầu ca nhiều lắm, mấy ngàn miếng lận. Rồi nè, rớt nè, xiên một viên nè, bẻ nè, kìa kìa lết kìa. Sống gì nổi mà sống. Kìa kìa lết kìa. Làm sao mà sống nổi với sầu ca. Kìa lụm. Xong phim ngoài lụm lên nước dậy hết. Năm sáu con tôi hú mà không bắn được, dở dữ thật thì kìa. Đâu rồi? Phê rồi. Bồi cái chục viên quay nè. Đây. Trời ơi. Hết chục viên. Được em nữa. Tiếp tục em ơi. Trời ơi là trời. Cu xanh mới hụt trời đuổi mẹ tức chết rồi ngay đâu ấy. Rồi lượm rồi đó, để nguyên cu xanh đây nè, chết rồi đâu rồi cu xanh này nè, chơi còn thú rồi á. À, cu xanh ủ ghê anh em ơi. Nó lại đó, lại coi giá chưa. Đừng còn phê gớt anh em ơi. Dạ.
Ôi. Trời ơi trời. Banh hết trơn. Rồi đừng coi anh em ơi, chỗ này hổm mình ơi, con này đang thay lông, con này dài. Hổm mình với mình bắn ôm bi hai ba con rồi giờ lại đây được con. Thế tụi anh em ơi. Bê hạ ăn chim gì, lan chim lạ anh. Nè, không chết nổi. À, chèo bẻo xám. Cũng giống chèo bẻo vậy mà xám. Được không? Được. Được con anh em ơi. Này chung bánh này nè mày. Này giao cắn quá là tập rồi. Lạ nè anh em ơi, tự cắn cánh luôn. Mấy này con này nữa cũng bắn được con, giống như chim truyền chuyện vậy đó. Khóc chi mà gian trời. Ừ. Nó thâm xám. Giật đầu luôn. Rồi, tiếp tục ba con. Ủa em. Hy sinh. Tụi anh em ơi. Rồi sau một ngày đi săn này các bạn ơi, mình với B trên đường đi thì săn từ ở dưới dòng Ghiền dài tới Hậu Giang, và đây là trên đang trên đường Hậu Giang, hai bên là ruộng không à. Bây giờ cái chỗ này hổm là mình với B với khá nhỏ rồi, giờ giờ nhỏ nữa thì giờ sầu ca kiếm cục đá ngồi để thui chim đây. Rồi điểm của bên này nhiêu B? Này bắn cũng mềm lắm mà. Nhẹ thôi. Đường này có vú ít rồi. Nhá nhẹ thôi. Nói chung là cũng không nhiều lắm anh em ơi. Đâu 2-3 kg gì đó. Đó anh em thấy chưa? Rồi. 1. Điểm mày. 2. Đó thấy chưa? Anh em thấy chưa? 3. 3 con tu hú bông. 4. 4 con tu hú. 5. 5 con hú tu. Rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, mấy con nhỏ đẻ trên đầu nè. Rõ kiến. Hai em Phương. Hai em Phương. Con này chim lạ gì không biết luôn, chim xám xịt, chim gốm lắm. Hai người. Thấy chưa, thấy hai anh em mình đang bắn ghê chưa. Thì nay sầu ca cũng bắn cây Leon King chặt 68 đầu 14 dày 10 ly. Đây nó, đây nó giết không biết bao nhiêu con tôm hú mà nói. 2, 4, 6, 8 con cu nhỏ. Thì sầu ca bắn khẩu dây là 16, 10, 230 bắn bị 8 nghe nè. 10, 15, 17 con. 17 con. Thì thằng B thì nó bắn khẩu semi, mình đang tập cho nó bắn cái khẩu 17, 12 17, 12, 170 rồi từ từ cho nó tập nó lên full luôn nè. Thì bây giờ hai anh em mình chụp hình nhổ lông thui rồi đem về chút ghé nhà bê nhậu đó. Thấy anh em thấy ghê không, đi có chút xíu quá trời à, quá trời. Bây giờ hai anh em chụp hình nhổ lông xong rồi về anh em ơi. Rồi anh em có mua thun á thì liên hệ số điện thoại cho màn hình nghe anh em, nhớ mua thun ủng hộ sầu ca nha, để có kinh phí để duy trì kênh, có tiền đổ tiền xăng mới đi săn cho anh em coi được. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới thành công. Ok giờ mình chụp hình đây, hai anh em mình chụp hình hai cây này, con sư tử dương sói cắn quá trời chim luôn. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở lít sau.